now. No, not yet. Okay. This? No, not yet. Chocolate. Bà chai mộc chai cuối cùng là của em. Rồi, còn phần mộc. Yeah, may have, we have more. Đẹp chưa? Đây là cái kem ở trên là chắc lịch nha. Trời, ảnh thích chắc lịch lắm. Thôi là đi coi đi được đây rồi. Rồi, cắt phần dưới là vanilla. Quá đẹp ông. Rồi, happy new year everyone. Chúc mọi người năm mới nhiều may mắn và sức khỏe nha.